Em xin chào các bác nhé. Trong video lần này em có một số loại lan chia sẻ các bác mua về làm giống chơi hoa. Các bác đặt hàng vui lòng liên hệ theo số điện thoại là 086 882 5909. Số điện thoại em để phần tiêu đề của video đấy. Các bác gọi điện nhắn tin hoặc là gọi điện nhắn tin trao đổi qua Zalo hoặc là Facebook để đặt hàng nhé các bác nhé. Đa phần thì em sẽ dùng Zalo. Lan của em thì chưa gồm phí ship. Các bác nhận hàng, kiểm tra hàng, thanh toán tiền hàng và tiền ship cho bên chuyển phát. Phí ship là 36.000 cho 2 kg đầu tiên. Các kg tiếp theo cộng thêm 9.000 nữa các bác nhé. Và ship nhanh toàn quốc. Địa chỉ vườn lan bên em thì em chuyển địa chỉ mới. Em chuyển về huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang các bác nhé. Thị trấn Sơn Dương, huyện Sơn Dương, tỉnh Tuyên Quang. Tuy nhiên là những đơn hàng to em vẫn ship xe khách được bình thường nhé. Những đơn hàng to lặng, ví dụ như những chậu địa lan này, vẫn ship xe khách đi các tỉnh được bình thường. Hoặc là những cái đơn hàng đá thấm thủy, lan hài cái thứ này đấy. Còn những đơn hàng mà đóng gói được thì em vẫn cử chuyển phát nhanh bình thường các bác nhé. Nói chung là cái dịch vụ nó cũng không có gì thay đổi cả, chỉ thay đổi địa điểm thôi. Đấy, khu vực Hà Nội thì giờ nó không thích hợp, có nhiều nguyên do mà em không ở lại được. Ra là em chuyển về Sơn Dương, Tuyên Quang này. Các bác có gì mua ủng hộ em. Em giới thiệu các bác là cây giáng hương rẻ quạt hay là giáng hương quạt, giáng hương môi quạt đều là tên của nó các bác nhé. Giáng hương rẻ quạt thì ra hoa từ mùa hè đến mùa thu này. Có những cây tốt thì nó sẽ ra hoa được cả mùa hè và cả mùa thu, có nghĩa là hai mùa luôn đấy. Rẻ quạt này đặc điểm của cây của nó thì lá xếp các bác nhé, thuộc dòng giáng hương lá xếp. Ít bác ít biết đến cái cây rẻ quạt này lắm. Hoa nó rất là đẹp này, hoa nó màu rẻ quạt, còn lưỡi của nó, cái cánh lưỡi của nó ấy thì nó màu tím tím ấy, nhìn rất là đẹp luôn đấy. Rẻ quạt này thường là cái loại lá xếp như thế này các bác ạ. Đấy, một chậu rẻ quạt thì em để với giá là 250.000, em đã thuần chậu ở dễ riếc bám ổn định hết rồi đấy, cực khỏe luôn nhá. 250.000 nhá, em vẫn còn rất là nhiều chậu khác nữa, thì bác nào lấy mà thích cái chậu khác thì em sẽ chụp ảnh qua Zalo gửi cho các bác hoặc là Facebook nhá các bác nhá. Đây, em thuần trên vỏ thông, cây nó phát triển rất là tốt đấy. Giáng hương rẻ quạt này 250.000 một chậu các bác nhé, đóng cả chậu gửi luôn. Đây là những chậu kiếm lá giáo hoa xanh. Dòng kiếm lá giáo này hoa màu xanh và ra hoa vào dịp Tết các bác nhé, ra hoa vào dịp Tết này. Cái thân củ của nó to như này, thân củ to tròn như này các bác nhé. Đây, thời điểm lại hiện tại thì đang lên nhú cái lụ hoa rồi này, kiếm lá giáo hoa xanh này này. Đây, mỗi năm nó chỉ lên được 1-2 củ thôi đây. Và củ này mình luyện thì nó sẽ to ra đấy. 150.000 em đóng cả chậu gửi các bác. Dòng này thì cực kỳ dễ trồng và siêu dễ trồng luôn, siêu dễ cho hoa và hoa to lại còn có hương thơm nữa đấy. Hương thơm của như mùi bánh bích quy ấy, rất là đặc biệt luôn. Dòng kiếm lá giáo hoa xanh này, này. Nó không giống như cái thằng hoa màu trắng hồng, phớt đỏ của khu vực miền Bắc này. Cái dòng đấy thì nó lại ra hoa vào mùa thu và mùa hè cơ. Còn đây là ra hoa vào dịp Tết nhé. Hoa rất là lâu tàn, chơi đến cả tháng luôn này. Đây là kiếm lá giáo hoa xanh. 150.000 đóng vào chậu gửi. Xích ngọc lai bạc lan nhé. Những chậu này em để giá 450 này. Xích ngọc lai bạc lan, hàng thuần rồi đóng vào chậu gửi nhé. Dễ đang lên tua tủa đây. Xích ngọc lai bạc lan thì cái lá của nó gần như lá xích ngọc, hoa của nó lại giống hoa bạc lan này. Có nghĩa là nó lai cái tính trạng dễ sống của thằng xích ngọc, dễ sống dễ cho hoa của thằng xích ngọc và cái hoa mặt hoa đẹp của thằng bạc lan đấy. Nó hội tụ những ưu điểm của hai cái dòng này lại, dòng lan này lại với nhau thì ra cái cây xích ngọc lai bạc lan này đấy. Em vẫn chia sẻ với giá là 450, cái chậu này phải đến 6-7 thân thì đấy, 450 một chậu các bác nhá, đóng cả chậu gửi, tính là 3 thân trưởng thành này vì có những thân nó bé hơn đấy. Đấy, chậu này đằng sau cũng thế là 450 đấy, xích ngọc lai bạc lan. Em có một sản phẩm thì bán kèm với lan, đó chính là chè khô các bác nhé. Các bác nào mua chè khô thì ủng hộ em. Chè này thì nguồn gốc là vùng Hoàng Su Phi, Hà Giang, của một người đi rừng mà trước là em cũng hay lấy hàng trên đấy, rồi là đi qua thì em thấy chè nó rất là ngon, đảm bảo sạch, không có nhiều hóa chất các thứ phun, vị chè nguyên bản. Nên là em và nhập cái chè này về để em chia sẻ các bác. Các bác nào uống chè thì ủng hộ em đấy. Chè
Nó có một số tuyết, một số cây nó cũng sẽ có tuyết nhé. Chè này thì hàng bình dân thôi đấy. 240.000 một cân các bác nhé. 240.000 một cân, 1 kg đấy. Đây. Như cái gói này là gói lửa cân này, về các bác pha uống này thì giá sẽ là 100 120 các bác nhé, 120 gói lửa cân như này đấy. Nó rất là tiện. Bây giờ cái đóng gói nó tiện rồi, không bó như ngày xưa nữa. Các bác mở cái lắp này ra là thấy cái vị thơm của hương chè ngay. Chè sao nhé, sao tay nhé. Đấy. Nó thuộc cái dạng là chè ngày xưa rồi, nó móc câu như này này. Đấy. Nhưng cái sợi chè nó sao kiểu móc câu như này và vị nó nguyên bản nhé. Đấy. Cái những cái vị nguyên bản nó không có tẩm ướp gì cả và nước của nó thì nó không được đẹp như các giống giống chè khác đâu. Đấy. Nó không không thể nào là trong xanh giống như những chè loại trà mà đắt tiền hoặc là những loại trà nó đặc biệt khác đấy, tại vì giá nó cũng bình dân mà đấy. Nhưng mà uống vị trà nguyên bản ngọt hậu, có nghĩa là các bác uống vào ấy thì lúc ban đầu thì đắng nhưng mà lúc sau thì cảm giác cái vị ngọt nó sẽ lại đấy, thế là cái uống trà nó kiểu ngọt hậu là như vậy đấy. Và cái hàng này thì ở trên núi cao đấy, nó cũng ít thuốc trừ sâu, thuốc bảo vệ thực vật, thuốc kích thích tăng trưởng là nó không có các bác nhé. Đấy, đấy. Do vậy thì em mới nhập về này, thì chia sẻ với các bác này, với giá là 240.000 một cân, 1 kg. Các bác nào lấy lửa cân thì là 120 lửa cân các bác nhé. Đấy. Lửa cân này về các bác pha cả tháng uống rồi đấy. Vị nguyên bản luôn và các bác pha trà ra thì nó cũng rất là thơm đấy này. Mùi hương thơm nguyên bản chứ không phải là mùi hương thơm tẩm ướp nhé. Kể cả các bác bỏ cái túi này ra các bác ngửi là cũng thấy có vị trà, vị của chè nguyên bản rồi. Đấy. Các bác pha đây. Chỉ có cái là nước của nó không được đẹp thôi đấy. Nước của nó thì nó hơi hơi đo đỏ một chút đấy. Nó vẫn là màu xanh nhưng mà hơi đo đỏ một chút các bác nhé. Riêng cái trà này thì các bác có thể cho đến mấy lần nước thì các bác vẫn giữ được cái gần như là hương vị nó nguyên vẹn, nó không giống như các giống trà tẩm ướp kia, nó chỉ được cái nước đẹp và hương thơm thôi, nhưng mà uống thì nhạt tẹt. Cái đấy thì nó cũng tùy từng người thôi, tùy từng người khẩu vị từng người thôi, nhưng mà những vị trà nguyên bản này nó mạnh như thế này thì trà nó nặng lại, sáng mà các bác uống thì nó cũng khác biệt luôn đấy. Và giá thì rất là bình dân đấy, các bác nào mua thì ủng hộ em cái sản phẩm mới em đăng trên kênh này đấy. Trà Hà Giang các bác nhé, 240 một cân đây. Đây. Ship từ lửa cân nhá, 120 lửa cân như này đây. Một loại lan hải tiếp theo em giới thiệu các bác là cây hải Hetman nhé. Hải Hetman thì em đã thuần rồi, em sẽ bán những chậu hàng thuần. Một cây như này là giá 90.000 này, em đóng cả chậu gửi đây. Một chậu một cây như này là 90.000 nhé. Hetman em thấy nó rất là dễ sống khi tách ra đây. Chỗ này lẫn một cây hải hằng ở đâu. Đây một cây hải hương như này sẽ có cái giá là 90.000 à, một cây hải Hetman nhé, 90.000 nhé. Hetman 90.000. Còn những chậu hai thân như này đây. Hai thân là nhiều thân hơn, đấy, thân to hơn thì là 150 các bác nhá. Ví dụ như cái này đẻ thêm được một mầm nữa này, hai thân này. Một mầm này, 150 này, đóng cả chậu gửi này, đấy. Em trồng giá thể vỏ thông, đá bọt và đá thấm thủy. Đấy. Các bác xem là cái bộ rễ của nó ra rất là đẹp luôn, đây. Đây. Đấy, bộ rễ của nó ra đảm bảo luôn cho các bác đấy. Đấy, cái bới ra. Đấy, cây nó mới tươi đẹp như này. Cái này thì ra hoa vào mùa thu các bác nhá. Hải Hetman ra hoa mùa thu, nó màu nâu nâu một chút đấy. Một hài là lại hài nữa, giới thiệu các bác là cây hài Helen các bác nhé. Hài Helen, một trong những giống lan hài nhỏ, có kích thước nhỏ. Helen thì nó cũng rất là dễ trồng, ra hoa vào mùa thu các bác nhé. Hài Helen thì tháng 9, tháng 10 nó ra hoa nhiều, hoa của nó màu vàng, ấy, cánh vàng rất là đẹp. Có những bông Helen đột biến thì hoa màu xanh hoặc là cái lắp hài của nó, cái túi đựng hài của nó sẽ màu đỏ hơn đấy. Hải Helen thì những hàng như thế này thì em để với giá là đây, những cây chậu như này. Những chậu như này em để với giá là 50.000 một chậu đóng vào chậu gửi này, hàng thuần rồi không nhá. Đây. Hàng thuần rồi 50.000 một chậu đóng vào chậu gửi đấy. Đây là cây nó rất là bé đây. Helen này. 50.000 một chậu, còn giá nhổ chậu vào 50.000 ba chậu, nhổ chậu gửi cây. Đây. Helen này.
50.000 ba chậu, đổ chậu gửi cây các bác nhá. Đấy, đấy là hài Helen. Đây là cây hài giáp các bác nhá. Cây hài giáp hàng thuần như này thì em bán với giá 50.000 một chậu các bác nhá. Hài giáp này 50.000 một chậu này. Đây, chậu thuần rất là ổn định rồi. Đây, đấy, cây ra rễ khỏe mạnh luôn này. Đây, đây, hài giáp. Các bác lưu ý là lan hài nó lớn rất là chậm, nó ra rễ và thân lá mới nó cũng chậm các bác nhá. Đây, nó phải cần thời gian cơ. Đây, chứ tối thiểu nó phải là nửa năm. Đấy, nhưng cái chậu này của em thì hơn nửa năm rồi. Đây, tính là hàng thuần rồi. Còn giá nhổ chậu là 50.000 ba chậu, nhổ chậu gửi. Đây, 50.000 ba chậu. À, xin lỗi là 50.000 năm chậu nhá, nhổ chậu gửi nhá. Hài giáp thì hoa nó cũng ra vào dịp gần Tết đấy các bác này, hoặc là trúng dịp Tết này. Nhưng thường thì nó sẽ ra trước Tết. Thằng Jacky của em trồng thì nó sẽ ra rất là chuẩn Tết, nhưng thằng giáp này thì đa phần em thấy nó ra vào trước Tết này. Trước Tết là chủ yếu các bác. Có những cây nó sẽ lên mèo nó dài rồi này. Đây, về các bác trồng làm giống nhá, 50.000 một chậu hàng thuần như này, và 50.000 năm chậu nhổ chậu gửi hài giáp. Nó cũng rất là dễ trồng thôi. Các bác trồng giữ ẩm nó tốt và nó thoáng là được này, tránh nắng trực tiếp này, trồng cao gốc lên cho em này. Hải hằng các bác nhá, hải hằng thì em sẽ xuất vườn một ít, một cơ số còn lại giữ để có giống, tại vì hải hằng nó đắt theo từng thời điểm mà, có thời điểm bắt đầu mùa xuân, bắt đầu nó ra xuân một chút là cây nó thổi giá lên nó đắt, em nói từ thổi giá tại vì giá nó cao từng năm một, nó cao từng năm một rồi đấy. Hải hằng thì em bán giá là hàng thuần như này, em bán là 500.000 một chậu nhá, một chậu một cây. Đây, em sẽ chọn những cây nó to như này gửi các bác này. Cây này bản lá của nó phải là 4 sen nhá, bản lá phải 4 sen đây. Bản lá 4 sen rồi em đóng cả chậu gửi. 500.000 một chậu đây. Tất cả đồng giá 500.000 một chậu, chỗ này có tầm 20 cây đây. Không có nhiều lắm. Còn những cây nó to hơn như thế này thì giá nó sẽ khác nhá. Đối với những bác nào mà có nhu cầu mua, mua cả đá thấm thủy nữa đây, thì em vẫn bán đá thấm thủy 200.000 10 cân bao ship. Còn những cái cục to như này về các bác tự đẽo là em cũng có nhá. Đây, hoặc là các bác mua cả tác phẩm ghép đá như thế này thì em cũng có. Những tác phẩm ghép đá như này thì một cây như này, một cây to này, bản lá của nó rơi vào khoảng 5 sen như này thì nó rơi vào khoảng 1 triệu các bác nhá. 1 triệu cả cái cục này này. Đây, đây. Như cục này là 1.8 triệu này, này. Cả cục đá này nó bắt đầu lên rêu rất là đẹp rồi này. Thuần được 1 năm rồi này. Bản lá cái này phải 6 sen, có vạch kẻ ở đây nữa này. Đây, đây là hàng thuần rồi. Còn những cái hàng này hàng rừng mới về, nhưng mà toàn là cây to nhé. Nếu bác nào mà có nhu cầu chơi hàng tác phẩm hoặc là mua cây to hơn, hoặc những cây đặc mèo thì có thể inbox trực tiếp cho em qua Zalo. Còn những cái hàng này thì em bán với giá là 500.000 một chậu các bác nhé. 500.000 một chậu, đóng cả chậu gửi. Hài hằng. Giới thiệu các bác một loại lan hài tiếp theo là cái lan hài hồng các bác nhé. Hài hồng thì em để với giá là 100.000 một chậu, đóng vào chậu gửi. Đấy, hài hồng đây, 100.000 một chậu đây, hàng thuần rồi các bác nhá. Đây, em chỉ còn hàng thuần rồi đấy, không nhổ chậu. Hài hồng thì nó khi mua vào giá nó cũng khá là cao rồi, nên ra là bán hàng thuần đấy. Thế những cái cây bé lưu siêu như này vẫn phải trồng chăm sóc này, không vứt đi là nó phí này. Đấy, hài hồng những cây này em sẽ chọn cho các bác những cây đẹp như này em gửi cho các bác nhé. Đấy, là 100.000 một chậu, đóng vào chậu gửi. Hài hồng thì có những cây nó ra hoa vào dịp Tết này, còn đa phần thì ra hoa vào mùa xuân nhá các bác nhá. Hài hồng thì may mắn thì được một cây nó hoa nó thơm đấy, hoa cánh trắng và bên trong cánh đài của cánh cái cánh lắp hài của nó màu hồng khá là đẹp, hoa trang nhã đấy. Hài hồng. Hài hương, em giới thiệu các bác là hài hương nhé. Hài hương thì em bán với giá là 230.000 một chậu. Đấy, cây to như này các bác, cây trưởng thành như này 230.000 một chậu. Đấy, là tùy từng chậu các bác nhé, tùy từng chậu nhé. Ví dụ như chậu này thì giá là 180 thôi này. Đấy, chậu này giá 180 này. Còn những chậu như này thì phải là 250. Đấy, 250 đấy. Còn những chậu to hơn đấy, chậu to hơn này thì giá tiền triệu nhé. Giá tiền triệu, ví dụ chậu này là 1.3 triệu này, này. Cây rất là đẹp, hàng thuần rồi nhá, đóng cả chậu gửi chứ không phải là hàng chưa thuần các bác nhá. Đóng cả chậu gửi này. Hài hương. Hài hương thì hoa thì rất là đẹp rồi này. Hoa to và thơm, hoa cánh trắng rất là đẹp, bên trong thì có sẽ có màu vàng một chút này. Đấy là hài hương các bác nhá.
Em giới thiệu các bác lan hài các bác nhé. Lan hài là cây hài Jacky. Hài Jacky thì bây giờ người ta phân ra là một cái loại này, một loài riêng rồi, nó không phải là một giống đột biến của thằng hài giáp nữa, theo phân loại mới nhất đấy. Hài Jacky thì em bán với giá là 40.000 một cây, giá nhổ chậu. Còn những chậu hàng thuần ấy, cây của em thì nó rất là đẹp rồi. Đây các bác xem là dễ biết, nó ra rất là đẹp luôn này. Đây. Rất đẹp rồi. Cây hàng thuần thì ví dụ như cây như này là 100.000 này. 100.000 là đóng cả chậu gửi các bác nhé. Còn những cây mới trồng thì giá 40.000 một cây, nhổ chậu gửi này. Tất nhiên là cây 100.000 thì cây nó sẽ to này, to đẹp, lá nước đầy đủ này. Hài Jacky các bác nhé. Jacky thì nó ra hoa vào thời điểm mùa xuân đấy. Cái thằng Jacky này thì gần như là trúng dịp Tết các bác ạ. Này, có những cây thì đang có mèo rồi này. Có mèo thì em vẫn bán với giá là 100.000 các bác nhé. Này, có những cây sẽ ra hoa sau Tết một chút. Đây như cây này thì nó ra hoa là gần như chuẩn Tết này. Đây, mèo nó lên cao được gần một gang tay rồi. Này, đây là hài Jacky các bác nhé. Hoa màu xanh, hoa màu xanh và to và thơm các bác nhé. Đấy, hài này đặc biệt là hoa to và thơm. Đây, đây là hài Jacky. Đây, hài Jacky của em trồng nó rất là tốt, lên rất là tốt đều đấy các bác xem này. Toàn những cây hàng thuần rồi, đâm ra là đa phần là hàng thuần rồi, đâm ra là cây nó rất là đẹp đây này. Em trồng hài nó rất là tốt luôn đây. Khoe cho các bác luôn là cái bộ rễ của nó tuyệt vời luôn đây. Đây là hài kim Tây Nguyên các bác nhá. Hài kim Tây Nguyên thì em để với giá là 50.000 một chậu, đóng vào chậu gửi. Hàng thuần rồi. Còn giá nhổ chậu là 50.000 ba chậu, nhổ chậu gửi các bác nhá. Hải kim Tây Nguyên này. Kim Tây Nguyên thì nó cũng ra hoa vào dịp mùa xuân. Có một số cây thì nó sẽ ra hoa vào dịp Tết. Cái này thì đa phần là hàng giống về các bác trồng nhé các bác nhé. Đây ví dụ như cây này là em bán với giá 50.000 một chậu này, đóng vào chậu gửi đây. Em tách từng khó một ra thì nó nhanh đẻ, nó dễ đẻ hơn đấy. Hải kim, kim thì nó rất là dễ sống. Cái dòng kim Tây Nguyên này nó không giống như kim Sìn Hồ, Lai Châu, kim xanh, kim vàng thì nó khó sống hơn, nó ưa khí hậu lạnh hơn. Nhưng mà kim Tây Nguyên này thì khí hậu nóng và các thứ vẫn lên tốt các bác nhé. Bác nào mới tập chơi hài thì chơi những dòng lá to thì chơi dòng kim này, nó rất là phù hợp. Đây em có 3 chậu hài, hài Maudi hoa xanh. Cái này đang lên nụ hoa hay sao này. Đây. Hài Maudi thì là 150.000 một chậu các bác nhé. 150.000 một chậu. Đây. Chỗ này là chỗ này em có 3 chậu này. Đây. Đây, chậu nào cũng đồng giá 150.000 hết. Em sẽ lựa những chậu to, lá to như này gửi cho các bác. Hài Maudi này thì nó giống hoa nó gần giống như thằng Vân Nam nhưng mà hoa nó màu xanh cơ. Đây, Maudi hoa xanh này. Gần giống như thằng Vân Nam. Hoa màu xanh này em nhập về em trồng để em gây giống lên. Tại vì nó dễ trồng mà. Maudi nó rất là dễ trồng. Những cây nó cụt rễ như này thì nó vẫn đang sống nhăn răng ra và đang ra rễ mới các bác ạ. Đây này, đây. Maudi. Hài mốc hồng thì em vẫn để với giá 50.000 một chậu hàng thuần nhá. Đây là một chậu hài mốc hồng thuần này các bác này. Đây. Một chậu hài mốc hồng thuần đây. Với giá 50.000 đấy. Thuần ổn định rồi, về các bác chỉ việc tưới tắm thôi, không phải làm gì cả các bác nhé. Còn giá nhổ chậu là 50.000 ba chậu, nhổ chậu gửi cây này. Đây là giống mốc hồng. Mốc hồng này thì nó cũng dễ trồng thôi, không quá là khó trồng đâu các bác. Hai mốc hồng 50.000 ba chậu, nhổ chậu gửi. Và 50.000 một chậu như thế này, đóng cả chậu gửi này. Cái này trong Nam ngoài Bắc đều trồng được các bác nhé. Đây, những cây nó lên rất là tốt luôn này các bác này. Hài mốc hồng. Đây là toàn bộ hài mốc hồng em có đây. Nó rơi vào khoảng mấy chục chậu đây. Giá thể trồng hài thì em trồng bằng cái giớn vụn các bác nhé. Giớn vụn nhé, nó giữ ẩm tốt. Hoặc là đá bọt vỏ thông cũng được. Đá thấm thủy kém tốt đây. Đá thấm thủy thì nó hơi bị lặng một chút thôi. Giới thiệu các bác lan hài tiếp theo là hài dâu Pháp nhé. Hài dâu Pháp này thì em đã tách ra được khá rồi. Này, cây ra rễ mới này. Dâu Pháp này thì cái giống này nó rất là dễ sống đấy. Chỗ này có một thân to và một mầm thì em để với giá là 350 các bác nhé. 350. Chậu hai thân thì là 500. Còn chậu đang lên mầm và một thân như này thì là giá là 350.
Em đóng ở chậu gửi hoặc là nhổ chậu cũng đều giá như thế cả các bác nhé. Dâu Pháp thì hàng ngoại nên ra là em nhập nó giá nó cũng hơi cao. Ra là em bán là nó phải hợp lý một chút thì có một chút công các bác đấy. Đấy em tách ra rồi. Đấy, hải dâu Pháp này. Dâu Pháp này hoa nó cũng như kiểu hải dâu của mình nhưng mà màu nó màu khác, màu nó màu màu lâu lâu tía tía đỏ đỏ cơ. Đấy. Và nó ra nhiều bông hoa trên một cần hoa các bác nhé. Đây. Đây dâu Pháp đây, bộ lá của nó khỏe, bộ lá dâu Pháp này khỏe hơn so với dâu bình thường của mình nhiều đấy. Nó mềm hơn so với cái thằng dâu xanh bình thường của mình. Đấy. Hải dâu Pháp các bác nhé. Đây là giống hải dâu xanh các bác nhé. Hải dâu xanh hàng rừng của Việt Nam. Đấy. Dâu xanh này thì em bán với giá là 50.000 một chậu thuần. Một chậu là một cây này em thuần. Tại vì dâu này là dâu em tuyển chọn là những cây bé thôi. Cây to nó khó trồng ở chậu bé này lắm. Đấy. Dâu xanh này. Cây giống bé này nó vẫn hoàn toàn ra hoa được bình thường các bác nhé. Nếu giá nhổ chậu thì 50.000 ba chậu nhổ chậu gửi. Còn bình thường thì em để với giá 50.000 một chậu đóng vào chậu gửi. Hai dâu xanh này đây, dâu xanh. Cái loại này thân đá thì nó phải đến 2-3 găng tay cơ nếu những cái chậu nó to. Còn đây thì những cây này em lựa hàng bé này em trồng cho nó. Tại vì vườn nó cũng chật nên ra là không để được nhiều. Loại lan hải tiếp theo giới thiệu các bác là cây hải Sukhakuli nhé. Sukhakuli là một cây hàng ngoại thuộc hàng rừng của nước Lào đấy. Sukhakuli thì hoa của nó ra vào mùa thu các bác. Hoa của nó cũng rất là đặc sắc và đẹp nhé. Tất cả những cây thì em sẽ để hình hoa minh họa ở trong video rồi đấy. Sukhakuli thì em để với giá là 150.000 một chậu hàng thuần như này các bác nhé. Giá ra dễ ổn định này đấy. 150.000 chậu hàng thuần. Còn những cái chậu mới trồng thì giá nhổ chậu là 80.000 một cây. 80.000 một cây giá nhổ chậu các bác nhá. Lan hải Sukhakuli này. Đây là toàn bộ Sukhakuli của em, nó rất là dễ trồng, giống như Vân Lam thôi mà. Lá nó gần giống Vân Lam, tuy nhiên là nó sẽ màu nó sẽ nó kiểu lá mạ, xanh lá mạ nhiều hơn là màu xanh đậm của thằng Vân Lam đấy. Cái bề mặt lá của nó thì giáp giáp hơn một chút đấy. Đến hải Sukhakuli các bác nhá. Hải gấm các bác nhá. Hải gấm một trong những giống lan hải rất là dễ trồng, dễ chăm sóc và dễ cho hoa. Hoa màu vàng có những cái điểm đốm rất nhiều và đẹp các bác nhá. Đây. Hải gấm này thì do hoa từ mùa xuân cho đến mùa thu các bác ạ. Nó hoa nó rải rác. Có những cây thì nó sẽ ra hoa vào dịp Tết đấy. Tuy nhiên là cái xác suất của nó không nhiều đấy. Hải gấm thì em bán với giá 50.000 một chậu hàng thuần như này các bác nhá. Còn giá nhổ chậu là 50.000 ba chậu nhổ chậu gửi đấy. Hải gấm này. Hải thì em trồng bằng một số loại giá thể như đá bọt này, dớn vụn này, đá thấm thủy, vỏ thông này đấy. Nói chung là rất là ok. Hải nó yêu cầu có độ thoáng các bác nhá. Đấy. Độ thoáng nhất là phía dưới này, đấy. Thoáng này. Phía trên thoáng, thoáng gió lúc nào cũng có một cái lượng gió nhất định thì cây nó sẽ không bị hỏng đấy. Nhưng mà nó tránh nắng trực tiếp các bác, đừng để nó ăn nắng trực tiếp nhé, là dễ cháy lá đây. Những cái bộ lá hải gấm nó rất là to như này. Đây, 50.000 một chậu thôi. Đấy, đóng vào chậu gửi. Một loại lan hải tiếp theo giới thiệu các bác là cây hải Cốc Si. Hải Cốc Si thì em bán hàng thuần với giá là 50.000 một chậu đóng vào chậu gửi các bác nhá. Đấy, Cốc Si lên lá rất là đẹp rồi. Đây. Hải Cốc Si 50.000 một chậu đóng vào chậu gửi. Còn giá nhổ chậu là 50.000 ba chậu nhổ chậu gửi cây. Đây. Đây là lá Cốc Si, là những cái lá lên mới đây. Những cái chậu kia là chậu mới trồng thì em phải để lửa lăm nữa thì mới xuất được đấy. Có những cây thì nó cũng bị hỏng đấy. Cái xác suất nó hỏng thì nó vẫn có, nhưng tuy nhiên là nó cũng thuộc là cái giống lan hải nó dễ sống. Xác suất hỏng nó chỉ khoảng 10% thôi. Đây, tất cả đây từ một thân nó lên đẻ, nó đẻ rất là nhanh, nó được hai thân này. Cốc Si này, đây. Đây, lá nó lên rất là dài luôn đây. Cốc Si thì ra hoa nó màu vàng nó nâu một chút này. Đa phần sẽ màu vàng nhạt một chút các bác nhé. Đây. Có những Cốc Si thì hoa nó đậm hơn đây. Giá 50.000 ba chậu nhổ chậu này. Giá nhổ chậu là 50.000 ba chậu nhổ chậu gửi. Còn hàng thuần thì 50.000 một chậu đóng cái chậu gửi các bác nhé. Đấy là hải Cốc Si. Em giới thiệu các bác là cây hải táo nhé. Hải táo thì em bán giá hàng thuần là 50.000 một chậu. 50.000 một chậu hàng thuần như này. Em trồng trên giớn này. Đấy, cây ra rễ rất là khỏe đẹp đây. Đây. Hải táo nhé, em sẽ chọn những cái chậu nào nó cây nó khỏe đẹp cho gửi các bác. Cây nó khỏe đẹp em gửi các bác nhé, hải táo. Còn giá nhổ chậu là 50.000 ba chậu nhổ chậu gửi cây này. Hải táo thì một giống lan rất là dễ trồng, có ra hoa vào mùa xuân.
các bác nhé, mùa xuân hè đấy, mùa xuân và đầu mùa hè một chút này, hải táo này, cây rất là dễ thuần, dễ cho hoa này, thích nghi với mọi khí hậu vùng miền này. Đấy, hải táo của em trồng cũng khá khá là nhiều, cây giống là cây to thì em sẽ nhổ cho các bác là những cây to. Có những cây hải táo thì nó chuẩn bị là sang năm nó sẽ có nụ thôi này. Cái này thì em chưa thấy có nụ gì cả. Hải trần liên thì hàng thuần em bán với giá là 50.000 một chậu như này các bác nhé. Đa phần em sẽ trồng một chậu như này, chậu này hải trần liên này 50.000 này, đấy cái chậu như này 50.000 này, chậu như này 50.000 nhé, nóng cả chậu gửi hàng thuần rồi. Còn bác nào mua giá nhổ chậu thì 50.000 ba chậu, nhổ chậu gửi có nghĩa là được 3 cây em sẽ nhổ chậu gửi các bác. Hải trần liên này ra hoa mùa thu, cái hoa mùa thu và đến mùa đông một chút. Trần liên này thì nó cũng rất là dễ trồng thôi. Đây, đây như em trồng đây, bộ lá mới nó ra nó xanh mướt và đẹp đây này. Đây, lá nó bóng bẩy như này. Đây, đây hải trần liên các bác nhé. Trần liên thì nó phân bố chủ yếu là khu vực phía Bắc thôi. Đây, chứ ở trong Nam thì chưa có cái hải, không có cái hải trần liên này. Đây, nhất là những tỉnh Cao Bằng, Bắc Cạn, đây, Lạng Sơn có cái hải trần liên này. Đây. Đây là những cái chậu hải trần liên lá to hơn này, những cái chậu to này thì giá nó sẽ khác các bác nhé. Đây, chậu to này thì là 200 này, như chậu to này nhiều mầm này là 200 này. Đây, hải trần liên, hải vệ lữ các bác nhé, hải vệ lữ là một trong những giống lan hải phổ biến và dễ trồng nhất rồi. Đây, giá em hàng thuần là 50.000 một chậu, đóng vào chậu gửi này, hải vệ lữ này. Còn giá nhổ chậu là 50.000 ba chậu, nhổ chậu gửi các bác nhé, lan hải vệ lữ. Hải vệ nữ thì hoa nó to, hoa nó màu tím tím vàng vàng đấy, và nó có nhiều lông, có tên gọi khác là lan hải lông đấy. Cái vệ nữ thì nó phân bố ở nhiều nơi, nó rất là phổ biến. Cái loại này thì rất là dễ trồng rồi. Những bác nào mới tập chơi lan hải thì trồng cái loại hải vệ nữ này nó hợp lý này. Nếu mà hải vệ nữ lâu nó ra hoa ấy, thì các bác có thể là các bác để ở nơi nó thiếu ánh sáng đấy. Nó thiếu ánh sáng, tất nhiên là các bác không được cho nó ra ngoài nắng trực tiếp 100%, nhưng mà phải để ở nơi nó nhiều ánh sáng như cái vườn của em này đấy. Mặc dù hai bên tường thôi là che chắn rồi, nhưng mà lưới em để rất là cao nên ánh sáng nó nhiều đấy, và vẫn đảm bảo là không bị nắng chiếu trực tiếp vào đấy, qua một lớp lưới là được đấy. Hải vệ lữ các bác nhé.